Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video của mình. Ngày hôm nay thì tiếp tục mình chiến đấu trên con game tài xỉu online ở trên bàn MD5 mini anh em ạ. Cầu đang đi 1-1, đẹp quá nhờ. 1-1 là phải bắt thôi anh em. Tay đầu tiên liều ăn nhiều nhá. Hôm nay mục tiêu của mình kiếm lấy khoảng tầm độ 10 đến 20 củ này và khoảng từ 20 đến 25 củ đến 30 củ anh em ạ, để xem liệu có hoàn thành được mục tiêu hay không nhá. Cầu đi 1-1 đẹp như thế này thì đánh đánh cầu 1-1 là hợp lý anh em ạ. Rồi, mục tiêu đầu tiên là khoảng tầm 10 đến 20 củ thì đã hoàn thành. Bây giờ sẽ lấy cái mục tiêu từ 10 từ 20 đến 30 củ nhá. Anh em mà khi chơi game tài xỉu online á, anh em cũng nên đặt ra một cái mục tiêu, nhưng mà anh em phải nhớ là mục tiêu chốt lãi càng cao á thì sẽ gặp cái rủi ro cao, và ngược lại mục tiêu chốt lãi nó thấp ấy, thì rủi ro sẽ rất là ít. Ok chứ anh em, đơn giản vậy thôi. Tay này sẽ làm 5 củ nhá. Ok, cầu này thì sẽ thích hợp với cách đánh cầu 1-1 anh em ạ. Đánh cầu 1-1 hoặc gọi cách khác anh có thể là gọi là đánh cầu nghịch cũng được, nói chung là cầu ngắn thì đánh cầu nghịch là hợp lý. Ok nhá, để xem liệu có chuẩn được tay này hay không đây. Chủ má, đúng rồi, hỏng nhờ, lại đứng rồi anh em ơi. Ok, cầu này vẫn đánh chặn anh em ạ. Để xem lại xem nào. Vẫn phải đánh chặn một tay nữa. Làm chục củ đi, sợ gì nhờ. Vẫn đang còn lãi mà anh em. Ok nhá. Úp được hay không đây? Má nhà nó, ăn hai tay trả lại hết rồi, ăn một tay trả lại hai tay. Đù, căng nhờ. Mình nghĩ là cầu này nó sẽ đi cầu nghịch đấy anh em ạ. Thua à, đi cầu thuận đấy, thua hai tay là phải đổi cách đánh khác. Rồi, bây giờ thì thế này. Chuyển sang đánh thuận luôn đi anh em. Thua hai tay là phải đổi cách đánh khác. Để xem liệu ok không nhá. Để xem thế nào, hút được không đây. Rồi, đẹp luôn anh em ạ. Quay sang đánh cầu thuận là thấy hợp lý rồi đấy nhờ. Đổi từ cách đánh nghịch sang đánh thuận là thấy hợp lý rồi đấy. Rồi, tiếp tục chiến em nó anh em ạ. Tiếp tục chiến em nó này. Làm 5 củ này. Để xem có ok lô được hay không. Khi mà chơi gọi là gặp cầu mà đi ngắn thì đánh nghịch các bạn, nhưng mà khi đánh nghịch mà thua thông hai tay thì anh em có thể đổi sang cách đánh thuận, và ngược lại khi đánh thuận mà thua thông hai tay anh em có thể đổi sang cách đánh nghịch nhá. Và bây giờ mình đang đổi sang cách đánh thuận là thấy hợp lý rồi đấy.
Rồi. Rồi, đẹp luôn. Chuẩn đấy nhờ. Thiếu khoảng tầm độ hơn 2 củ một nữa thôi là mình sẽ lãi được một cái mức là 20 củ nhá. Cố gắng để kiếm lấy 20 củ. Rồi, đánh thuận tiếp đi. Làm 5 củ nữa đi anh em. Cầu này theo cái quan điểm của mình vẫn đánh được cầu thuận đấy. Mà tay này mà ăn thì có thể nghỉ luôn anh em ạ. Chốt luôn. Để xem thế nào nhá, liệu có hoàn thành được mục tiêu khoảng 20 đến 30 củ không. Rồi cùng chờ đi. Hy vọng là sẽ như vậy luôn anh em ạ. Vẫn cứ là húp anh em ơi, lãi 22 củ rồi. Tuyệt cú mèo chưa? Ngon đấy nhờ. 22 củ à. Rồi ok. Cầu đang đẹp anh em ạ. Bám tiếp đi. Lần này sẽ đánh một tay 2 củ thôi nhá. Tay này đánh gọi là một tay cuối này. Được thua là cũng chốt anh em ạ. Được thua là cũng cũng chim cút nhá, không chiến nữa. Ok chưa anh em? Đơn giản vậy thôi. Đánh rất là đơn giản phải không ạ? Nhưng mà lại phải hiệu quả cơ. Đó, đơn giản nhưng mà lại phải hiệu quả. Đứng tiếp không đây? Hỏng rồi. Sang rồi anh em ơi, thôi nghỉ nhá. Lãi 20 củ là nghỉ đẹp rồi đấy anh em ạ, không chiến nữa. Khi chơi bất kể con game nào cũng vậy thôi. Cách bắt cầu á nó không quan trọng bằng cách quản lý vốn và cách chốt lãi anh em nhá. Chốt lãi nếu như để mà ăn chắc mặc bền á, anh em nên chốt lãi khoảng tầm độ 5 đến 10% trên vốn trên ngày thôi. Đấy là một cái mức lãi ăn chắc mặc bền. Còn nếu mà muốn kiếm cái lợi nhuận nó cao hơn thì anh em phải chấp nhận một cái rủi ro nó cao hơn. Ok chưa anh em?